Chúng ta lại tiếp tục học kinh Chánh Tri Kiến, cái phần tiếp theo. Chúng ta về nhà chúng ta có coi bài và có gì không ạ? Bởi vì đôi khi mà chúng ta không có coi ngó lại bài vở, chúng ta lơ là, chúng ta bỏ qua, thì cái việc học của chúng ta nó sẽ không có phát triển được. Mà cái việc học nó không phát triển thì cái sự nhận thức của ta nó không có cái sự vững chãi trong vấn đề nhận thức. Giơ tay thầy qua thử, cho lớp học qua thử. 12 nhân viên gồm có, giờ rồi chị Mỹ đi. Lớp học cho tràng vỗ tay đi ạ. Khi mà chúng ta học về 12 nhân duyên đó, cái đầu tiên là cái tên gọi là chúng ta phải nắm bắt. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Và ngay từ đầu chúng ta học với nhau rằng ta tạm gọi thôi nha, chứ không phải là vô minh là nó là khởi đầu, và cũng không thể gọi vô minh là điểm kết thúc, vì nó nối với nhau trong vòng 12 cái móc xích nha. Thầy xin thưa lại với đại chúng nắm cho rõ dùm cái chỗ này. Và cái lão tử, già và chết,
ta tạm gọi là cuối cùng, tạm gọi thôi, để cho mình có cái điều kiện, có cái ngôn ngữ lời nói để mình nói thôi. Chứ còn thật ra Lão Tử nếu mà già chết trong cái sự mà hả không thấu đáo, không hiểu, không tu hành, không có các thiện pháp, thì nó có phải trở lại vô minh không ạ? Đại chúng hiểu không ạ? Từ vô minh cho đến hành thức, danh sách, lục nhập, xúc thọ ái, rồi đến cuối cùng là lão, là tử. Lão là già nè, tử là chết nha. Cái cuối cùng là già và chết. Nếu như già chết trong cái bất thiện pháp, già chết trong cái không có tu tập, không có cái nền tảng, không có cái đạo hạnh, không có cái phạm hạnh, thì cái chết này có phải tái sanh vào vô minh không? Dễ hiểu mà tại sao kỳ vậy? Chúng ta phải tập trung nha. Và nếu như mà nó dây chuyền hết như thế này, luân hồi luẩn quẩn, luân hồi luẩn quẩn, ta khó thoát ra được. Cho nên với một người tu Phật phải nắm vững những cái kiến thức này. Tại sao ta cần phải nắm vững ạ? Thầy ví dụ một người, hai người tu thôi, một người hợp trí và một người ly trí. Hợp trí tức là ta vừa học, ta vừa hiểu, ta vừa hành. Đó là hợp với cái trí, vì cái ta bỏ cái trí tuệ ra để mà ta nghiên cứu, ta học hỏi. Ta từ cái sự hiểu biết đó ta chuyển hóa được cái nội tâm đau khổ phiền não, nào sân, nào tham, nào si chẳng hạn. Rồi hoài nghi, rồi phóng dật, rồi thùy miên, ví dụ vậy. Ta chuyển hóa được tất cả những cái tâm hành ác, bất thiện đó. Đó là cái người mà có cái thực học, thực tu á. Bởi vì ta càng học, ta càng tu, thì cái năng lực mà ta hiểu biết đó, nó sẽ soi rọi vào trong tâm trí ta những cái đường đi, nước bước nó hợp với cái gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến chứ không có tà. Đó là cái người mà có học. Còn với một người mà không học thì là gọi là ly trí. Ly trí tức là họ xa cái gì ạ? Ly là xa, xa cái gì? Xa cái sự thẩm thấu, xa cái sự trí tuệ. Mà xa ly trí thì phải hợp với tà nhé. Ly trí là phải hợp với tà. Thành thử ra đó, nếu ta không bước trên con đường chân chánh thì ta phải bước trên con đường tà, chứ không có thể nào mà vừa chánh vừa tà được hết. Thành thử ra một người, ví dụ như hai người niệm Phật chẳng hạn, nói niệm Phật để cho nó dễ, hai người niệm Phật mà một người niệm Phật trong cái tâm thế gọi là hợp trí, hợp trí, và một người niệm Phật trong cái tư thế gọi là ly trí. Tức là niệm thì niệm thôi, chứ mà ta không biết niệm làm cái gì, niệm để như thế nào, phải không ạ? Cái này lát nữa cuối bài ta sẽ nghiên cứu cái này, bởi vì trong này nó có cái những cái tâm hành. Xin thưa đại chúng, chúng ta còn nhớ cái bài 24 hay là 25 gì đó, chúng ta học lỡ dở cái thân hành, cái ngữ hành không ạ? Cái thân hành là chúng ta còn nhớ cái đó không? Thân hành hay là gọi là thân nghiệp đó. Mà thân nghiệp thì nó có thân bất thiện nghiệp và thân thiện nghiệp. Thân bất thiện nghiệp thì là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vân vân. Và
thân và thiện nghiệp thì lánh xa những cái ác pháp đó. Cho đến ngữ hành, ta còn nhớ cái đó không ạ? Quý vị nào có ghi trong tập không? Hình như cái bài của 24-25 gì đó nha. Cái bài 26 vừa rồi á, là mục đích của thầy là để rà soát lại những cái mà nó lẫn quẩn trong cái hành. Thì cái bài 25 ta học lỡ dở là thân, ngữ, bây giờ còn cái gì nữa à? Thân khẩu đi với cái gì nữa? Hôm nay ta học ý hành hả? Ngữ là khẩu á, ngôn ngữ là lời nói, chứ này gọi là khẩu ha. Ấy. À, rõ ràng ha. Hành có thân hành, ngữ hành và ý hành. Ý hành cho cái quả làm phận sự tái tục quan trọng nhất. Ý hành này nè, nó làm một cái phận sự cho ra cái quả tái tục quan trọng. Bởi vì trong ba cái hành, ta còn gọi là ba nghiệp: thân, ngữ và ý. Thì ý hành làm một cái phận sự cho ra cái quả tái tục. Quả tái tục là những cái kiếp tiếp theo, những cái nhân tiếp theo. Quả tái tục thì cho ra cái gì ạ? À? Cho ra cái thọ ưu. Nếu như quả đây là quả thiện thì là cho ra thọ hỷ. Ta tạm gọi là thọ hỷ và thọ ưu để làm chi? Để ta thấy được rằng nếu như ý hành này với một cái hành động bất thiện thì cái ưu là gì ạ? Ưu là khổ nha, sầu đau ưu não rồi đó này kia, chỉ ưu là khổ. Như vậy thì với một cái ý hành có một cái quả tái tục ban đầu, cái nhân của nó là nhân thiện, thì ta sẽ có cái gì ạ? Cái thọ hỷ, hay còn gọi là những cái nhân tái tục sau này nó nương vào cái quả thiện trước đó nghe. Còn nếu mà cái quả thiện trước đó là bất thiện, cái nhân của trước đó là bất thiện, thì cái quả tái tục này nó sẽ đẩy cái con đường mà chỉ tái tục này này đại chúng, có nghĩa là chúng ta dứt cái đời này rồi chúng ta lại tiếp tục tái tục hay là kế tục cũng vậy, thì cái đời tiếp theo của ta sẽ thọ được những cái mà cái quả tái tục này ta sinh, vì cái nhân ý của ta, ý hành của ta tác động trực tiếp vào để ta sản sinh ra những cái quả tái tục xấu hoặc là tốt, lành hay là không lành, thiện hay là bất thiện. Ta hiểu chưa? Thầy xin nhắc lại, hành nó gồm có thân hành, ngữ hành và ý hành. Thì ý hành là cái làm chủ chốt tạo ra những cái quả tái tục thiện hoặc là bất thiện, để cho đương sự đó tái sinh vào những cái nơi, những cái xứ, những cái cảnh tương ứng. Ta hiểu chưa? Không hiểu luôn, chết được. Một lần nữa nha, hành là gì? Là sự chủ động
là sự cố ý nắm cho kỹ vậy thôi, cứ nghe từng lời dùm cái. Hành là sự chủ động, là sự cố ý. Mà cố ý nó chủ động đó nó xảy ra trong ba trường hợp tự thân của ta thôi. Thứ nhất là thân nè, thứ hai là khẩu hay gọi là ngữ đó cũng được, thứ ba là ý. Mà trong ba cái này, ý là làm cái bổn phận chủ chốt quyết định tạo ra cái quả tái tục để cho cái mà cái đương sự đó nó thầy đi cho nó khỏe hả. Nếu như mà ý hành của thầy mà bất thiện thì cái quả tái tục của thầy có thiện không? Không. Ý hành của thầy mà thiện thì quả tái tục thiện không? Thiện, hiểu chưa ạ? Thì quả tái tục có nghĩa là cái mà ta nhận lãnh để mà ta mang qua cái đời sau, qua kiếp khác, thì nó mang một cái quả tương ưng với lại cái ý hành này. Nếu như thiện thì quả tương ưng sẽ thiện, mà ác thì quả tương ưng sẽ ác. Hiểu chưa ạ? Rồi nghĩ ha. Là hay nói cách khác, ý hành là sự thôi thúc tái sinh. Thôi thúc tái sinh tức là sao? Gọi là thôi thúc tái sinh, thầy ví dụ ta học cái nghiệp rồi phải không ạ? Trọng nghiệp khinh khinh thiểu nghiệp, rồi là thường nghiệp gì đó phải không, cận tử nghiệp gì đó phải không ạ? Thì như vậy cái mà những cái mà ta học nghiệp đó thì cái ý hành này nè là cái nó tạo ra những cái nghiệp đó, nó thôi thúc chúng ta. Thôi thúc cái gì quý vị còn nhớ không? Thôi thúc gì ạ? Thôi thúc cái thân này làm việc bậy nè, thôi thúc cái miệng này nói bậy nè, đúng không ạ? Ý là chủ chốt mà, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ô nhiễm nói lên hay hành động như gì ạ? Phiền não bước theo sau như bóng không rời hình chứ hả? Bóng không rời hình. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hai hành động, an lạc bước theo sau như xe chân vật kéo. Như vậy thì ta thấy một điều rằng cái ý này là thôi thúc, là chủ động để nó xui khiến cái thân của ta làm việc bất thiện hay là thiện. Cái ý này nó thôi thúc, nó xui khiến, nó làm cho ta cái miệng này nè nói thiện hay là nói không thiện. Như vậy tóm lại trong ba cái hành này, cái nào quan trọng nhất? À, đã hiểu rồi đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ý thứ hai nè, hồi đó là ý thứ nhất ha, bây giờ ý thứ hai. Mặc dù ta nói là ý dẫn đầu các pháp lắm cho rõ nha, chứ không là không đúng, không bắt kịp. Mặc dù ta nói ý dẫn đầu các pháp, nhưng khi ý vừa sinh lên thì nó cũng liền diệt ngay lập tức. Thầy ví dụ, khi ý thầy khởi lên uống nước, đúng không ạ? Thì liền ngay lập tức bưng ly nước lên uống. Trong khi uống nước thì cái ý mà ban đầu thầy muốn uống nước nó còn ở trong người thầy không ạ? Ta chỉ chú tâm vào uống nước thôi chứ phải không? Chứ đâu phải là, thầy xin ví dụ lại, khổ ghê, mưa gió bão bùm nó cuốn đi hết rồi. Khi thầy vừa khởi cái tâm muốn uống nước, đúng không? Thì thầy liền lập tức đưa cái tay bưng ly nước lên uống.
Như vậy thì trong khi mà uống nước như vậy thì cái ý mà muốn uống nước ban đầu nó còn tồn tại nữa không? Nó sẽ không, nó diệt ngay. Như vậy thì mặc dầu ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ tạo tác, nhưng khi đến lúc hành động rồi thì cái ý ban đầu này nó liền diệt liền, nhưng mà nó chỉ còn lại cái quả của cái khởi ban đầu mà thôi. Ta hiểu này không ạ? Cho nên là nó vừa sinh mà nó cũng vừa diệt, vừa sinh mà vừa diệt, nó chỉ còn lại cái quả thôi. Như vậy cái mà khởi niệm, cái mà tác ý, cái mà sinh lên ban đầu thì gọi là nhân. Mà nhân nó chuyển từ cái ban đầu đến cái kết quả, đến cái cuối cùng thì nó cho ra cái quả. Ví dụ như gạo là nhân, mà ta đun sôi, ta nấu chín thì nó cũng ra cơm, mà cơm thì là kết quả của gạo, hiểu chưa? Dễ lắm chứ không có gì khó hết, ta phải nắm cho rõ dùm. Như vậy thì ý đầu tiên là ta thấy trong ba cái này, cái ý hành là quan trọng nhất. Tuy nhiên xét về mặt thâm sâu thì ý nó cũng là một cái pháp tương tục tương sinh. Nghĩa là khi ý vừa khởi thì nó phải lập tức có một hành động tương ứng của sự suy nghĩ của mình. Nhưng khi hành động xảy ra thì cái ý ban đầu nó sẽ không còn nữa, mà nó cho ra cái kết quả ngay lập tức. Ví dụ như đưa cái roi lên đánh vào con trâu thì ý ban đầu là đưa roi đánh vào, nhưng mà cái nhận lãnh cái quả là con trâu nó có một vết lằn trên da của nó, thì cái quả đó nó là cái ý ban đầu mà đã bị diệt, chỉ còn sót lại cái lằn. Ta thấy ồ quá ra, đánh nó là nó có cái lằn. Ta hiểu cái này không ạ? Chết luôn á, không hiểu là chết luôn á nha. Khi ta đưa lên, khi ta đưa tay ta quấn ai một cái thì cái mà ta muốn đưa tay lên nó diệt ngay và lập tức khi ta giáng xuống người khác một cái. Như vậy thì cái ý này là quan trọng. Cho nên nhà Phật gọi tu ý là tu cái gì ạ? Tu cái nhân đó, xin sư đại chúng. Đừng để cho ra những cái quả bất thiện vì cái tác ý của ta, vì cái khởi ý của ta nó không chân chính, nó không như lý. Ta hiểu chỗ ý chỗ này chưa ạ? Ý là một cái gì đó nó có cái chủ động, nó là sự cố ý. Nhưng mà nếu mà với một người trí mà người ta biết tu ngay cái ý khởi lên thì những cái hành động bất thiện nó sẽ không xảy ra liên tiếp. Mà nếu mà không tu cái ý để cho những cái quả tương tục nó cứ tái tục, nó cứ xảy ra thì coi như ta cứ quẩn quanh trong cái này. Ta quẩn quanh trong 12 cái móc xích này. Ta hiểu không ạ? Rồi, điểm thứ 3, nắm cho rõ ha. Đức Phật nói: này Ta Ba Xít, trong ba loại nghiệp này được chia chẽ như vậy, được phân biệt như vậy, ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng. Ít nữa ta sẽ học kinh Trung Bộ số 56, bài kinh Ư Bali, thì Phật có nói về cái ý hành này. Cho nên xét về mặt thân ngữ ý thì ý là cái tạo tác chủ chốt, là cái tác động trực tiếp lên thân, lên khẩu, lên những hành động tiêu cực hay là tích cực thì cũng do ý đây mà sanh khởi nha. Thứ nữa, tâm sở tư tạo ra ba loại nghiệp. Đối đại chúng gọi là ba loại nghiệp.
thì nghiệp ở trong cái này gọi là gì ạ? Hành, phải không? Bởi vì là thân hành, ngữ hành, ý hành, ta cũng có thể gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì tâm sở tư tạo ra ba loại nghiệp thì cũng là ba loại hành nha. Thì dạy từng phần nắm rõ ha. Hôm trước ta bị lẩm cẩm chỗ này nè. Thứ nhất, ý nghiệp thân gọi là phúc hành. Ta đang học tới chỗ này phải không ạ? Phúc hành và phi phúc hành và bất động hành, còn nhớ không? Tâm sở tư, cho nên ta cứ nghĩ rằng đi chùa chừng kia đổi nọ, cúng dường chừng kia đổi nọ, ăn chay chừng kia đổi nọ là đã đủ, xin thưa nghe. Nếu như vậy thì hả, quý tăng ni chỉ cần làm bấy nhiêu là đã đủ. Quý vị biết trong Tam Tạng kinh điển, một bài kinh thôi mà thầy trò mình học từng khi nay, nó rất là nhiều cái để cho ta cần nắm bắt, cần lưu tâm. Đạo Phật chúng ta là một trong những tôn giáo sáng giá nhất trên toàn cầu, mà nếu như người con của Ngài lơ là trong việc nghe giáo pháp, thuyết giáo pháp, học giáo pháp, thì coi như chính bản thân của những người xuất gia, những người tại gia đều là những người gì ạ? Trực tiếp hay có thể là gián tiếp chẳng hạn, làm cho cái Phật pháp nó không còn được lưu truyền trên thế gian này nữa. Chỉ có bằng cách là gì ạ? Ta nên tiếp tục gieo rắc những cái bài kinh mà của Phật để lại, tự ta chuyển hóa, tự ta tu tập, tự ta khởi cái niềm tin bất động đối với Như Lai. Từ đó ta mang cái sự hiểu biết này, ta truyền đạt cho người khác, thì ta sẽ giúp cho cái pháp của Phật còn vững vàng, còn lưu trú ở trên thế gian này. Xin thưa đại chúng, tâm sở tư, ý nghiệp thân gọi là phúc hành đó, tức là cái tâm sở tư trong tám cái tâm đại thiện. Mà tám tâm đại thiện gọi là tâm thiện dục giới, tại sao gọi là tâm thiện? Vì nó đi chung với cái vô tham, vô sân và vô si. Thầy xin nhắc lại, ý nghiệp thân gọi là phúc hành hai chấm, tức là tâm sở tư trong tám tâm đại thiện. Ý nghiệp thân gọi là phúc hành hai chấm, tức là tâm sở tư trong tám tâm đại thiện. Vì sao gọi là đại thiện? Vì nó đi chung với vô tham, vô sân, vô si. Rất dễ hiểu chứ không gì khó nha. Logic chứ không phải khó hiểu đâu. Thầy xin nhắc lại nha, có cần nhắc lại không mà? Cái hai nhỏ hay ba nhỏ gì đây cũng được nè. Cái đời một nhỏ, hai nhỏ đi, quý vị muốn mấy nhỏ cũng được hết. Tâm sở tư tạo ra ba loại nghiệp. Ba loại nghiệp, nghiệp thứ nhất là ý nghiệp về thân. Thân phải không ạ? Rồi lát nữa mới tới ngữ, rồi mới tới ý, đúng không? Như vậy thì ý nghiệp về thân gọi là phúc hành. Ta đang học cái ý này đại chúng ơi.
đúng không? À, thì trong ý đó nó cũng có ba loại nghiệp như vậy. Đầu tiên là ý nghiệp về thân, mà ý nghiệp về thân gọi là phúc hành. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao ạ? Hiểu chưa? Nắm bắt được cái này chứ à? Sao thấy nó có vẻ nó mơ màng như vậy? Chỗ nào chưa hiểu chúng ta cứ việc giơ tay lên. Nó lại nha. Ý nghiệp về thân gọi là phúc hành, hai chấm, tức là tâm sở tư. Sao nữa à? Trong tám tâm đại thiện. Vì sao gọi là nó đại thiện? Đã thiện rồi mà còn đại thiện nữa. Vì nó đi cùng với cái gì ạ? À? Vô tham, vô sân và vô si. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, ta sẽ giải thích tám tâm này là tám tâm gì nha. Rồi xong chưa nè? Dạ ha. Sở dĩ mà ta học tám tâm này đó, vì nó là đại thiện, nó vô tham, vô sân, vô si, cho nên là nó tạo ra một cái thiện nghiệp, tạo ra một cái kết quả là thiện nghiệp để cho ta tái sinh vào những cái nơi tương ứng với nó nha. Cái đầu tiên là tâm đại thiện, thọ hỷ hợp trí vô trợ. Một, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Cái thứ hai, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Chúng ta không cần ghi nhiều đó, bởi vì chúng ta ghi không kịp đâu. Thứ nhất là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thứ hai là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Thầy gạch cho nó dễ nhớ nè. Tức là cái một nguyên một câu đầu tiên nó y như nhau hết, mà nó chỉ khác chữ vô trợ với là chữ hữu trợ thôi, chứ không gì khó hết nha. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ là sao? Là một tâm sáng suốt, là một tâm lành, tâm tốt. Nhưng mà khi sanh lên là có cái sự sáng suốt luôn, tinh tường nhận thức khôn khéo, phát sinh một cách mau lẹ. Đây là cái đầu tiên đó. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nói về tâm thì nó phải khởi lên mau lẹ và sáng suốt khôn khéo. Ví dụ cho cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ này nè. Ví dụ nha, lâu ngày chúng ta chưa gặp chư tăng, bỗng một hôm chúng ta thấy một vị sư hay là một vị thầy gì đó đi ngang qua nhà của ta,
liền ngay lúc đó ta sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm hoan hỷ, và ta nghĩ liền là cảm ơn cái vị sư hoặc là vị thầy đó để đã vì tạo ra cho ta một cái dịp để mà ta làm phước làm thiện. Nghĩ như thế liền chạy vào nhà kiếm những cái đồ gì mà quý mang ra cúng dường liền mà không có một cái suy nghĩ gì hết. Ta hiểu chưa? Hiểu rồi hả? Thầy nhắc lại cái ví dụ của cái mục này. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ là tâm tốt đẹp sáng suốt khôn khéo khởi lên một cách mau lẹ. Ví dụ lạ nha, lâu quá ta chưa thấy một vị chư tăng sư sãi thầy nào đến nhà của ta hoặc là đi ngang qua nhà, bỗng một hôm ta thấy một vị thầy đi ngang qua nhà của ta, ta liền sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Nắm cho kịp nha, mà ngay liền cái tâm hoan hỷ vui mừng đó thì ta khởi lên một cái ý niệm là cảm ơn cái vị sư vị thầy đó đã tạo cho ta một cái dịp để mà gì làm phước bố thí hoặc là cúng dường. Từ đó mới chạy vô trong nhà lấy cái đồ ra bố thí cúng dường một cách hoan hỷ, mà coi như là hả, không có do dự, không có chần chừ. Gặp sư sãi mà mừng gọi là thọ hỷ. À, thọ hỷ. Và thầm biết rằng nhờ các vị sư vị thầy tạo cho ta một cái dịp để ta cung kính đảnh lễ hoặc là cúng dường thì cái này gọi là hợp trí. Tại sao hợp trí? Hai chấm, vì thấu được lẽ nhân. Nhân gì? Nhân quả, đúng rồi. Ghi vậy cho dễ hiểu hả? Nhân quả. Liền vào nhà lấy đồ ra, vật thực ra, cúng dường, đảnh lễ chư tăng gọi là vô gì ạ? Vô trợ, vì không có tính do dự chần chừ. Ta thấy thọ hỷ hợp trí vô trợ này chưa ạ? Đúng không? Đúng cái này không ạ? Thọ hỷ hợp trí vô trợ, nó đúng vậy không ạ? Vô trợ này, vô trợ dưới cũng dương, vô trợ trên thôi nha. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí nhưng mà nó hữu trợ. Thầy xin thưa đại chúng, mình nắm bắt kịp không ạ? Nếu như không kịp thì thầy sẽ nói chậm lại. Mấy ông tăng nắm bắt kịp không ạ? Chết nha, chết liền hả? Cái tâm đầu tiên ta nắm chưa? Đang nắm rõ thì giơ tay thầy coi hết thử. Nắm rõ không ạ? Ồ, chết rồi. Cái tâm đại thiện đầu tiên gọi là thọ hỷ hợp trí vô trợ, là một tâm sáng suốt, một tâm tốt đẹp khởi lên một cách mau lẹ. Ví dụ thấy một vị sư đi ngang qua sinh tâm hoan hỷ gọi là thọ hỷ, đúng chưa? Mình có một cái cảm thọ là vui mừng. Chứ có nhiều người thấy các vị sư vị sãi mà đi ngang qua nhà là cứ tưởng là có người chết thì sao đó. Và mới nói rằng là nghĩ trong người là cảm ơn các vị sư vị thầy đó đã tạo cho mình một cái dịp làm phước. Đó là hợp trí.
Vì sao gọi là hợp trí? Vì nó hợp với cái tính chất nhân quả. Cái thứ ba gọi là vô trợ. Từ cái chỗ mà thầm cảm ơn vị sư tạo cho mình làm phước, cho nên mới vào trong nhà bưng những cái vật thực ra đảnh lễ cúng dường cho vị sư đó mà không có cái sự do dự chần chừ, cho nên gọi là tâm thiện phát sinh thọ hỷ hợp trí vô trợ. Đến tâm thứ hai là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí nhưng mà hữu trợ. Ví dụ giống như một người nghe người ta nói bố thí, nghe người ta nói làm từ thiện, nhưng mà vì còn tiếc của, còn tiếc của, cho nên đó là nửa muốn cúng mà nửa muốn muốn không. Nhưng mà bỗng chốc sau cái ý nghĩ đó rồi, người ta mới suy nghĩ rằng Phật dạy xả bỏ là pháp tối thượng, xả bỏ là pháp diệt dục, xả bỏ là xả những cái tính tham đắm, là pháp cao thượng, cho nên cần phải làm ngay. Chính vì vậy mà người đó liền lấy của ra bố thí cúng dường liền. Quý vị nên nhớ một điều, nó chỉ khác ở trên này vô trợ là cái vị Phật tử đó cúng dường cho sư mà không có sự tác động, không có sự chần chừ chậm chạp do dự. Còn bên dưới cũng là một cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí nhưng mà nó hữu trợ, là vì người ta còn có cái suy nghĩ rằng có nên cúng hay không, cúng một ít hay là cúng số nhiều, cúng 100 hay cúng 200 hay là cúng 50. Như vậy thì cái hợp trí này là một sự chần chừ, một sự dần dà, một sự nấn ná, không dứt khoát. Hữu trợ mà, phải không ạ? Chính vì vậy mà nó mới nảy sinh ra có sự tác động là nghĩ lại Phật dạy, nghĩ lại lời Phật dạy, cho nên là mạnh dạn hoan hỷ bố thí, làm từ thiện hoặc là cúng dường, không còn chần chừ nữa. Cái thứ ba, nó tán tâm lạnh lần nha. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Cái thứ tư, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu. Lớp mình rối rồi đó, lớp mình rối rồi đó, phải không ạ? Có cái gì rối rối ở đây mà không dám nói ra? Hỷ là vui nha. Hợp trí nó khác với lại vô trợ, xin lỗi, hợp trí vô trợ khác với hữu trợ. Ở dưới này là ly trí, có vô trợ, ly trí và có hữu hữu trợ. Đã nói ly trí thì gọi là nó mất sự sáng suốt, không ạ? Đúng không? Cái thứ ba là tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ làng sao? Cũng là một tâm sáng suốt, một tâm tốt đẹp, phát khởi được những cái ý, những cái tâm tốt. Ví dụ một người có tâm sẵn sàng muốn bố thí nhưng vì không suy xét trước sau cho nên bị người ta lừa gạt, phỉnh phờ mình. Hiểu chỗ này chưa ạ? Thầy xin nhắc lại, cái tâm thiện thứ ba gọi là ly trí vô trợ.
Ví dụ một người có một cái tâm muốn bố thí, muốn cho đi, muốn cúng dường một cái gì đó, nhưng mà vì thiếu sự suy xét, mà thiếu suy xét gọi là ly gì? Lì trí, cho nên là bị người ta gạt. Đóng ít thì người ta nói nhiều, mình cũng đóng nhiều. Đóng nhiều người ta nói đóng ít, ví dụ vậy, vân vân. Thiếu sự suy xét cho nên trong kinh gọi là ly trí. Hiểu chưa ạ? Rồi cái thứ tư, tâm đại thiện, thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm này cũng là một tâm tốt, tâm thiện, có cảm giác vui mừng, nhưng thiếu sự sáng suốt, và cộng thêm là cái phát sinh chậm chạp nữa. Coi thử giống mình không nghe, cái tâm thứ tư này nè, đã ly trí mà còn hữu trợ nữa nha. Một người cái tính khí rất là hòa đồng, gặp chị em đạo bạn tay bắt mặt mừng, không biết luật nhân quả. Nha, nghe cho kỹ nha, không biết luật nhân quả. Ai hô hào bố thí cúng dường làm từ thiện, nghe cho kỹ nha. Cái thứ tư gọi là ly trí hữu trợ, là ví dụ như một người cái tính hiền hòa, cái tính vui vẻ, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, nhưng mà không hiểu gì, không hiểu lý nhân quả. Bỗng một hôm có một người bảo mình làm từ thiện đi, bố thí đi, cúng dường đi, thì là mình sinh cái tâm gì ạ? Đắn đo suy nghĩ. Đắn đo suy nghĩ, không biết cúng làm cái gì, không biết cho làm cái gì, không biết từ thiện làm cái gì nữa. Đắn đo suy nghĩ chậm chạp. Nhưng rồi một hồi lâu thì vì sao ạ? Thấy ai cũng đóng hết, cho nên mình nể tình cái người mà ngồi ở chỗ cái bàn ghi danh sách đó, ghi tên đó. Thôi thì cũng rút ra. Rút ra gì? Rút ra đóng vô. Có giống mình không ạ? Quý vị có gặp trường hợp này chưa? Đóng bao nhiêu vậy chị? Sao hồi lúc trước đóng ít, nay đóng nhiều vậy? Mấy năm trước đóng có chừng kia đổ nợ, một năm nay sao tăng lên dữ vậy? Như vậy là nó vừa ly trí mà vừa hữu trợ. Nhưng mà tại sao nó gọi là thọ hỷ? Vì là trong cái khoảng thời gian mà mình bỏ của ra, mình bố thí, mình cúng dường đó, mình thấy mọi người xung quanh 100% là người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ, người ta bỏ của ra, người ta cúng dường, thì cái những cái con người chỗ đó, hoàn cảnh chỗ đó, không khí chỗ đó, nó trở nên làm cho người ta thoải mái, cho nên người ta quên đi cái chuyện mà kèo cò đồng một đồng hai hồi nãy nữa rồi, mà họ chỉ có cái tâm gì à? Vui vẻ mà thôi. Hiểu không ạ? Rồi cái thứ năm là tâm đại thiện, thọ xả hợp trí vô trợ. Bây giờ tới là xả rồi nha. Đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Thứ sáu là sao ạ? Đại thiện thọ xả hợp trí gì? Hữu trợ. Nó đi theo từng cặp nha đại chúng. Cái đầu tiên là 1, 2, 3, 4, bây giờ 5, 6. Thọ xả hợp trí vô trợ làm sao? Là cũng là một cái tâm tốt đẹp, tâm trong sáng, biết thương người, biết thương mình, biết thương nhân loại, biết sống vì mọi người. Ví dụ có một người, họ có một cái thói quen, họ
họ có một cái tính, tức là luôn làm phước làm thiện. Hễ thấy người khổ, thấy người cực, thấy người thiếu thốn là cứ gì à, cứ xả ra, cứ bỏ ra, đóng góp giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho người ta, đồng cơm bát gạo, ví dụ vậy. Sau đó người ta còn biết dùng cái phước thiện làm bây giờ hôm nay hồi hướng cho tha nhân bớt khổ, thì gọi là thọ xả mà hợp trí. Hợp trí vô trợ, chữ vô trợ là không có ai biểu, không có ai bảo, không có ai chỉ vẽ gì hết, mà chúng ta tự làm. Vì sao? Hợp với cái trí, xin thưa đại chúng. Hễ cái gì hợp trí là nó có những cái vô cùng tích cực. Trí cực kỳ quan trọng. Ta hiểu cái thứ năm chưa? Cái thứ sáu là tâm thiện, tâm đại thiện, thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, hữu trợ. Tâm thứ sáu phải không? Tâm thứ năm là tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, vô trợ. Tâm thứ sáu là tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, hữu trợ. Hữu trợ nha. Yeah. Rồi tâm thứ bảy, tâm đại thiện, thọ xả, ly trí, vô trợ. Tâm thứ tám, tâm đại thiện, thọ xả, ly trí, hữu trợ. Nó dễ lắm, không có gì đâu. Cái tâm thứ sáu á đại chúng, đại thiện, thọ xả, hợp trí, vô trợ. Ví dụ một người có cái tâm bố thí, có cái tâm cho đi, có cái tâm tu tập, có cái tâm mà cứu khổ, cứu nạn, ví dụ vậy. Nhưng mà vì sao ạ? Vì không có cái sự tác động, không có cái sự bảo ban của một người khác, một đối tượng khác, cho nên họ không làm. Họ chờ cho có một người gì ạ? Tác động vào, gọi là hữu trợ mà. Có một cái tác động gì đó, tác động vào thì họ mới làm. Rồi cái thứ bảy gọi là tâm đại thiện, thọ xả, ly trí, vô trợ, là cũng là một cái tâm tốt, là một tâm tốt, tâm sáng suốt, nó khởi sinh một cách mau lẹ. Ví dụ như một đứa bé thấy cha mẹ đảnh lễ Phật, nó cũng gì? Nó cũng đảnh lễ, mà nó không cần biết đối tượng lễ, nó lễ hay là do dự, hay nó thấy là nó đảnh lễ theo nha. Rồi tâm thứ 8 là tâm đại thiện, thọ xả, ly trí mà hữu trợ, là tâm cũng là tâm tốt, nhưng mà nó thiếu cái sự sáng suốt và khởi lên một cách chậm chạp. Sau nhiều lần nhắc nhở thì mới làm. Ví dụ một người nghèo, không có tiền của, nhưng mà thấy người ta khổ cực ăn xin, thấy người hành khất đi ngang qua nhà, đi vào nhà ta, ví dụ vậy, đi ngoài đường, tâm muốn có cái tâm bố thí cúng dường cái gì đó, nhưng mà ta nghĩ lại hoàn cảnh của mình nó thiếu trước hụt sau, cho nên thì sao ạ? Ta không có cúng, ta không có cho, ta không có bố thí. Nhưng mà rồi thì là một hồi lâu ta thấy người khác cũng nghèo như mình, mà họ cũng bố thí, họ nghèo như mình mà họ cũng cho đi, cho nên ta mới gì? Ta mới bất chước, ta làm theo. À, như vậy thì tám cái tâm này gọi là tám tâm sở thiện, hay còn gọi là tâm dục giới tịnh hảo. Tám tâm này nè,
tám cái tâm thiện này gọi là tâm dục giới tịnh hảo, tức là dùng cho cõi dục giới nhưng mà rất là tịnh hảo. Vì sao ạ? Vì gì? Đố đại chúng. Vì nếu đương sự hoặc là những hành giả làm theo thì sẽ tạo ra cái quả tốt cho đời sau. Cho đời sau. Từ cái số 1, số 2, số 3 đến số 6, số 7, số 8 đều có cái nhân, cái quả rất tốt để cho đời sau, cho nên gọi là dục giới tịnh hảo. Trời. Đó là ta nói cái ý nghiệp thân gọi là phúc hành này nghe. Rồi xóa được chưa? Ta về ta nghe trên mạng là được thôi, không sao đâu. Dục giới tịnh hảo. Rồi. Quý vị đừng có nhầm lẫn chữ phúc, chữ phúc hành này với lại chữ phúc mà đầu năm đại phúc, đại lợi, đại thọ, đại cát, đại tường nha. Chữ phúc này không phải chữ phúc đó. Về mặt chữ thì chữ phúc của chữ Tàu á nó như thế này ha. À, chữ phúc thì cái chữ phúc này nè, bản thân đó thì họ cũng gọi là chữ phúc vậy thôi, nhưng mà đời ông Chu Nguyên Chương á, do nói chữ phúc sợ nhầm lẫn cho nên phải giải thích chữ phúc. Chữ phúc này nó khác chữ phúc hành ở trong cái ý nghiệp thân nha. Thì đời ông Chu Nguyên Chương, ông xuất thân từ là một người nông dân chân lấm tay, tay bùn, à, tay lấm chân bùn gì hay đó. Thì khi mà ông được làm vua đó, thì ông mới nhớ lại cái thời kỳ mà ông còn hàn vi khổ sở, và ông rất là thương người vợ của ông, bởi vì ngày xưa Trung Hoa đó là có cái tục gọi là bó gì ạ? Bó chân nha. Phụ nữ mà bắt đầu từ 9-10 tuổi trở lên là người ta dùng vải, người ta bó cái chân, gọi là gót sen. À, gót sen. Cái chân, cái bằng chân đẹp như là cái cánh hoa sen vậy đó. Nó tính là như vậy. Đó là nói về dân trong triều đình, quan trong triều đình, rồi những người khá giả giàu có thì gọi là bó chân. Một số người phụ nữ miền quê làm ruộng đồng nương rẫy, cho nên là không có của ăn của để, cho nên là cái bằng chân người ta rất là to và thô. Thì khi Chu Nguyên Chương á, cái ngày cuối năm ông ta mới đi vi hành cùng các quan á, thì ông ta mới thấy có một số người họ chụm lại để họ coi. Thật ra đi vi hành cuối năm coi thử là trong một năm vừa qua dân chúng làm ăn thất bát hay là được mùa, có no ấm đủ đầy hay là có đói khát gì không, để sang năm coi như là cải cách lại cái cách mà triều chính làm việc trong một năm qua. Quý vị hiểu cái này chưa ạ? Thì khi ông ta ra đường cái ngày 30 Tết như vậy, cuối năm đó, ông ấy ta thấy một đám người chụm lại để coi, thì ông ta cho một người lính chạy tới coi từ chỗ kia là cái gì mà người ta súng lại, người ta coi dữ vậy. Thì sau một hồi thì người lính đó mới chạy nói với Chu Nguyên Chương là có một người họa sĩ vẽ, nhưng mà thấy nó kỳ quá cho nên họ súng lại coi rất là đông. Thì Chu Nguyên Chương mới hỏi là vẽ như thế nào gọi là kỳ, tức là cái người lính nó mới báo là cái ông họa sĩ kia ổng vẽ cái cô thiếu nữ rất là đẹp, thiếu nữ rất là đẹp,
ở trên tay cầm một cái bưng một cái trái dưa hấu để đi dâng cúng ngày Tết. Tay mặt tức là cái phần trên rất là đẹp, nhưng mà bên dưới thì là cái chân rất là to. Thì họ mới ngỡ ngàng là tại sao gương mặt đẹp, da dẻ đẹp, dáng dấp đẹp mà bằng chân to thì nó không có đúng. Bởi vì người đẹp thì phải là người ở trong cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía mới bó chân cho nó gọn. Còn này bà lại đẹp quá mà cái chân thô quá, phải không ạ? Cho nên thấy nó hơi có cái gì đó nó sai sai, cho nên người ta cười. Thì ngay lúc đó Chu Minh Chuyên mới chạnh lòng nhớ về người vợ của mình thở Hàng Vi, cũng có một cái bằng chân rất là to để đánh giá được rằng là cái người phụ nữ cái miền quê chân lắm tay bùn. Cho nên ông ta mới rất là giận những cái đám người mà cười vào trong cái bức vẽ nọ. Ông ta mới sai lính tới ghi hết tên của những người mà nhìn cái bức vẽ đó cười, ghi tên hết. Và những người nào không cười cũng ghi tên luôn. Thì sau cái đêm giao thừa đó, ông mới cho quân lính đó đi tới cái nhà những người nào mà không cười á, nhớ nha, những nhà nào mà cái người mà buổi chiều đó không cười đó, thì ông ta dán cái chữ này lên trên cửa, dán cái chữ này lên trên cửa. Phúc hay gọi là phước cũng vậy nha, âm Việt mình gọi là phước nhưng mà âm ở trong Hán gọi là phúc. Thì nhà nào mà được dán cái chữ phúc này á thì là không có chuyện gì xảy ra. Vì sao được dán chữ phúc ạ? Vì những người nhìn bức vẽ của cái cô gái đó không có cười. Còn người nào mà cười cái bức vẽ đó, tức là ổng giống như ổng nghi rằng là những người đó chê những người chân to. Mà người chân to là ai? Vợ ổng. Cho nên là cái đêm đó người nào mà cười đó là trước cửa nhà không có dán cái chữ này. Và cái tai họa ập tới lần sau ạ, ông cho lính mang là chém đầu hết. Chu Minh Chuyên là một trong những vị vua mà giết lầm dân lành rất nhiều. Vì ông ta có tính gì ạ? Đa nghi và đố kỵ. Người ta cười cái bức vẽ mà ông cứ ngỡ là cười vợ của ông. Cho nên là ai mà cười là mang ra chém đầu hết. Từ đó về sau, trong những trái dưa, trong những cái quả bánh mứt, kể cả bánh tét, bánh chưng, họ đều dán cái chữ gì? Chữ phúc này lên trên đó hết. Thậm chí không có liên quan gì ở ngoài mồ mả mà cũng dán chữ phúc, làm gạch men dán chữ phúc. Mà có nhiều chỗ láng dán đồ ngược nữa, mới ghê chứ. Cho nên đầu năm đầu tháng người ta gọi là chúc phúc. Chúc phúc tức là chúc những cái gì mà nó an lành, nó bình an nha. Đó là cái chữ phúc của bên Nho gia, của bên Nho gia. Riêng chữ phúc mà gọi là phúc hành hay là phi phúc hành thì chữ phúc này nó có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là làm cho sạch. Đây nè, mũi tên ha, chữ phúc làm cho sạch những bận nhơ trong tâm thức gọi là phúc. Hay vậy đó. Ý nghĩa của cái chữ phúc là làm cho sạch những cái bận nhơ ở trong tâm thức gọi là phúc. Hay gọi là rửa sạch, làm sạch những bận nhơ trong tâm thức gọi là phúc. Cái thứ hai, ý bất thiện gọi là phi phúc hành. Đây, qua thị thứ hai. Xin lỗi nha, cái này là ý nghiệp thiện nha đại chúng. Ý bất thiện,
ý bất thiện là phi phúc hành. Chữ phi là chẳng, chữ phi là chẳng nha. Hễ bất thiện là gắn với phi, phi phúc hành, không có phúc. Vì nó trái ngược với phúc cho nên gọi là phi phúc, tức là không có phúc mà còn động cơ tạo ra nghiệp, nên là gọi là phi phúc hành. Trong chữ Hán á, bởi vì chúng ta mượn từ Hán nhiều cho nên cái chữ phi nó có nhiều cái phi nha. Ví dụ như cái chữ phi mà trong phi phúc hành á, là phi này à, phi. Còn chữ phi mà gọi là phi công á, phi là bay lên trên á, gọi là phi này, phi này nghe. Nó khác nhau, hệ chữ nó khác là nghĩa nó khác liền. Như vậy thì chữ phi mà phi phúc hành là phi đây nha. Phi đây là chẳng, là không, không có phúc gì hết, chẳng có phúc gì cả, là phi. Ví dụ như ta gọi là chữ phi lý, đúng không ạ? Phi lý là sao? Không có lý, nói không có lý, chẳng có lý tí nào à. Gọi là phi giáo dục, phi đạo đức. Bây giờ chữ phi là chẳng nha. Thì ở đây ta mượn cái tích truyện Pháp Cú số 71 như thế này. Một hôm thì trưởng lão Mục Kiền Liên với cùng một tôn giả nữa ngang qua hàng ngàn cái vị đạo sĩ mà bệnh tóc đó, mới đi từ trên cái núi Linh Thú để về thành Vương Xá để đi khất thực. Thì từ núi Linh Thú đang đi như vậy mới thấy một cái con quỷ gọi là quỷ rắn. Cái tích truyện Pháp Cú này nó có tới ba tích truyện, nhưng mà thầy xin thưa một cái tích truyện cuối cùng thấy một quỷ rắn thì cái tôn giả kia mới ngạc nhiên. Nhưng mà trưởng lão Mục Kiền Liên của ta thì giải thích là nó như thế này. Ngày xưa có một vị Phật độc giác mới về một cái khu làng xóm nọ, mới giảng kinh, mới thuyết pháp, làm cho dân chúng người ta phát một cái tâm thiện lành, tu tập rất là tốt đẹp. Nhưng mà muốn đi từ bên bờ ruộng này qua bên cái liều tranh của cái vị Phật độc giác đó thì phải đi ngang qua cái đám ruộng của một cái người anh nông dân. Thì trong quá trình mà sáng trưa chiều tối đều có người ra vô cái liều tranh của vị Phật độc giác đó, cho nên họ mới đạp hư cái đám ruộng mất đi, hư lúa, làm nó mọp hết một số lúa. Thì cái anh nông dân này mới nghĩ rằng là Phật trời gì ở đâu đây? Vì một cái ông đó mà hả phá hại hoa màu của tôi, cho nên ông mới khởi một cái tâm chờ cho có vị Phật độc giác đó ôm bát đi khất thực. Ông ta mới vào trong nhà, ông ta mới đập phá hết những lưu, những hũ, những châm, những ké mà để đựng nước, đựng đồ, đựng muối rồi này kia gì đó, đựng sữa, đập để hết. Ông ta phá hết xong rồi ông ta mới đốt luôn cái liều tranh. Và khi đốt xong cái liều tranh rồi thì cái vị Phật độc giác này khi đi ôm bát khất thực về thấy cái liều mình không còn nữa thì làm sao ạ? Đốt cái gì? Làm sao? Xin thưa quý vị, với một vị Phật độc giác, người ta không phải như mình, về thấy mà nhà ta cửa nát cái vậy là mình phải làm sao ạ? Đúng quý vị, không biết làm sao hả? Khóc lóc hay là thằng nào con nào? Thằng nào con nào mà dám phá của như vậy, phải không ạ? Nhưng với một vị Phật độc giác người ta khác liền.
họ bỏ đi nơi khác trong sự im lặng, không nói một lời nào. Mà cái quan trọng nhất là dân chúng ở đó, họ mới kéo tới, họ hỏi ai là người làm. Thì trong cái đám đó cũng có cái ông đó nữa, cũng cái ông mà đốt liều đó, ông đứng kêu tôi làm á. Thì dân chúng mới tập hợp lại quánh ổng, quánh ông sanh bệnh luôn. Và từ đó ổng chết thì ổng đọa địa ngục. Nhưng mà trước đó ổng cũng có làm một số cái rồi, với lời ổng lén vào trong chùa, ổng ăn cắp tiền bạc, gạo, muối, giấm, dưa gì đó của chư tăng. Đến cái kiếp cuối cùng ổng mới thọ cái thân là quỷ rắn á. Sau khi ổng ở địa ngục 500 đời, và đến cái đời Phật Ca Diếp thì cái quả địa cầu nó nổi, sau đó trong kinh diễn tả thì ông ta được thoát cảnh địa ngục, nhưng mà ông ta phải thọ cái thân làm quỷ rắn, tức là mặt mày thì là giống như hình tướng con người, nhưng mà đi bằng bụng, bằng đuôi, chứ không có chân tay. Thì đó là cái quả báo của cái việc mà làm gì ạ? Đã cản trở người ta làm việc phước thiện, mà ta gì? Tạo thêm những nghiệp ác, gọi là phi phúc hành. Cái thứ ba gọi là bất động hành. Học cho nhiều tí chứ không là. Rồi xin lỗi nha, từ đó mà Đức Phật mới nói này các tỳ kheo, hành động xấu ác giống như sữa không thể đông ngay khi mới vừa chảy ra. Cũng vậy, hành động xấu ác cũng không chín mùi ngay lập tức. Do đó mà Phật mới nói cái câu kinh Pháp Cú: nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Kinh Pháp Cú câu 71, phẩm ngu ha. Cái thứ ba, bất động hành. Xin thưa đại chúng, bất động hành cũng là phúc hành, nhưng mà phúc hành này còn rung động bởi các cái tướng sai biệt hay là tướng đối lập. Tức là ví dụ như có một vị bà la môn nọ, trong đêm hôm đó muốn cúng dường cho Đức Thế Tôn một cái áo choàng rất là đẹp, nhưng mà vì những cái suy nghĩ lung tung nó làm cho cái tâm ông rung động, không có được định, không có được kiên cố, cho nên sáng ra ông ta không có cúng. Như vậy thì đó là cái phi phúc hành đầu tiên của quả dục giới. Còn với phi phúc hành của những cái bậc mà tu tập đó, thì là chỉ cho sự chứng đắc của các cái tầng thiền mà hôm trước ta đã có học rồi, phải không ạ? Các tầng thiền gì ạ? Của vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng và phi phi tưởng xứ. Thì đó là nó đã cuối cùng cái bài hành. Hôm sau ta sẽ học qua cái thức nha. Xin thưa đại chúng, mình học cho nó miên miên mang mang như thế, nhưng thầy xin tóm lại như thế này: sở dĩ Phật ra đời là vì chúng sanh còn gì ạ? Còn khổ, phải không ạ? Còn khổ. Thì cái đầu tiên trong tứ đế ta nhận thức đó là khổ. Thì ở đây, với một người trí, hồi nãy thầy nói là cái trí và cái ngu đó, để cuối bài mình sẽ học đó, chúng ta nhớ mà. Và một người ngu bằng như nhau. Người trí cũng khổ, người ngu cũng khổ, bởi vì cái khổ nó không có lựa người. Không phải là kia tôi tấp cái khổ của tôi là tôi là khổ đó, tôi tấp luôn người nghèo, còn cái người giàu là tôi không tới. Hễ khổ thì người giàu cũng có cái khổ. Chính như vậy mà ông Vinh Sử mới sáng tác cái bài là người giàu cũng gì? Người giàu cũng khóc nha. Cho nên là hễ cái khổ nó có mặt là nó không có từ một ai hết, không từ một đối tượng nào. Già thì có khổ của già, trẻ có khổ của trẻ, nhỏ có khổ của nhỏ, giàu có khổ của giàu, nghèo có khổ của nghèo.
Như vậy thì cái khổ có mặt, nhưng với người trí họ sử dụng cái khổ này khác, và với người ngu sử dụng cái khổ này khác. Với một người không có sự tu tập hiểu biết về các thiện pháp thì họ cứ cái gì ạ? Cái khổ cũ chưa hết mà họ cố tạo dựng một cái khổ mới. Mà khổ này gọi là nghiệp, mà nghiệp thì nó có thiện và bất bất thiện, đúng không ạ? Như vậy thì cái khổ của một người trí thì như thế nào? Ta thấy nhé, một người trí khi họ thọ cái khổ, họ khổ về sắc hoặc là khổ về danh. Sắc là gì ạ? Sắc hành có phải là sắc không ạ? Đối với gì? Hành phải là sắc không? Hành là một trong trong năm uẩn, phải không ạ? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy thì mang cái thân ngũ uẩn, là ngũ uẩn thân đó, nghe cho kỹ, nghe rất là logic chứ không có gì mà khó hiểu hết. Đã mang ngũ uẩn thân thì ai cũng phải khổ. Nhưng với một người có trí tuệ, họ sử dụng cái ngũ uẩn thân này qua những cái căn của họ là sắc. À, xin lỗi nha, chữ sắc là sắc, còn thọ tưởng hành thức mới là danh nha, thầy nhầm chỗ đó. Thì sắc thân thì nó gồm có gì ạ? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Như vậy thì với một người có tu tập, ta tạm gọi là người trí, thì họ sử dụng cái lục căn hai của họ, gọi là sử dụng cái hình sắc này này, cái tự thân của họ, họ tạo ra thiện nghiệp và họ bỏ đi bớt cái ác nghiệp. Chúng ta hiểu chỗ này chứ ạ? Với một người trí, họ cũng sử dụng cái căn giống như một người ngu thôi, nhưng mà họ biết cảnh đời khổ cho nên họ không tiếp tục kiếp này họ tạo nghiệp nữa. Ta hiểu không ạ? Họ muốn chấm dứt cái khổ ngay kiếp này, cho nên họ cũng sử dụng ngũ uẩn thân giống như một người ngu, mà họ tạo ra thiện nghiệp. Ngược lại với một người ngu cũng mang thân gì, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhưng mà vì họ vô minh nó chi phối dày đặc, hay còn gọi là cái nghiệp cũ, gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp tích lũy từ nhiều đời, nó đun đẩy người ta không gặp Phật Pháp, không học Phật Pháp, không tu Phật Pháp, không dùng Phật Pháp để chuyển hóa. Cho nên gì ạ? Họ mới tạo tiếp ra một cái nghiệp mới để chồng chất lên một cái nghiệp cũ. Cho nên đời này và mãi đời sau họ lẫn quẩn trong vòng 12 cái mốc xích. Khởi điểm là vô minh hành, tức danh sắc lục nhập, mãi cho đến sinh lão tử, rồi cuối cùng đáo lại tới vô minh. Hiểu chưa ạ? Cho nên khi mà ta học trong giáo lý Bali, trong kinh điển Bali, thì ta phải có sự phân định ra ba cái loại người. Quý vị ráng chút nữa đi ha. Ba loại người ở trong mạng thì quý thầy dạy gần 2 tiếng không á, thầy ở đây thì có 1 tiếng mấy thôi, cho nên cái bài mình nó dài ra dữ lắm. Cái người thứ nhất á là bậc hạ đó, đại chúng. Bậc hạ là người ta hành trì, nó có thời khóa nha, tu theo cái mà thấy biết như thật đó, gọi là vipassana, là thiền minh sát đó. À, thì dùng trí tuệ để thấy vạn pháp nó đang như là nó, gọi là vipassana đó. Thì nó có ba cái dạng, nếu mà tu thiền thì có ba cái đầu tiên gọi là hạ. Hạ là gì? Là người tu theo thời khóa, nghe chuông thì mặc y áo lên, nghe đánh kẽn đánh trống thì có nhiều người nói thôi thầy ông đánh trống bên kia, đánh chuông bên kia rồi, để đi lát nữa xuống làm, có không ạ? À, đó là bậc hạ tu theo thời khóa.
hễ công phu sáng thì lên công phu, hô chuông tối thì lên hô chuông, lên tụng kinh. Nhưng mà sau cái thời đó rồi thì sao ạ? Muốn làm gì cũng được, muốn đi chơi hay đi siêu thị hay đi shopping hay là đi quán bar hay là đi làm gì đó tùy thích, gọi là bậc hạ kiểm soát tâm và thân trong khi có thời khóa mà thôi. Bậc thứ hai là bậc trung, tức là ngoài cái việc tu có thời khóa thì khi người ta về phòng, về lưu, về cái trú xứ của họ, họ không như cái những người bậc hạ là đi lang bang đây kia nọ khác để mà tìm vui dễ vui nha, mà họ ở tại trú xứ, ở tại đó thôi. Mà quan trọng tại sao gọi là bậc trung, vì là họ không có cái sự mà hả dễ vui ham vui ưa thích giống như bậc hạ. Sao cái thời khóa quý vị cứ nghĩ dễ trong này có lắm đó chứ phải không đâu. Nghe thầy nói gì, học bài gì, coi bài, có nhiều người bán mạng để đó rồi ta đi làm công việc khác cũng được không sao hết nha. Đến bậc trung thì là ngoài cái vấn đề tu thời khóa, khi họ về phòng, về trú xứ, về gia đình của họ, không có đi chơi bời ở đâu nữa hết. Nhưng mà tại sao trung ta? Vì họ không có chánh niệm, họ thiếu chánh niệm trong lúc không có thời khóa. Ví dụ như có một người, có một bậc thầy nào đó, có bạn đồng tu nào đó ở gần cái người đó, nhắc nhở kêu đi cái đôi dép cho nhẹ nhẹ lại một chút, đi gì mà kéo sạc sạc vậy, thì tự động cái tâm mới gì ạ, ta sửa lại cái tướng đi. Đi lên đi xuống cầu thang mà còn nghe tiếng lọc cọc, hoặc là thậm chí mở quạt á, giật cái dây nghe ào ào, đóng cái cửa nghe rầm rầm, để cái chổi là coi như không có. Nói chung là mọi cái cử chỉ động niệm đều thiếu cái sự chánh niệm tỉnh giác. Mà điều con cá là gì hả? Họ đi chơi đâu hết, họ chỉ ở không đó thôi. Nhưng mà thiếu sự chánh niệm chứ không ở bậc trung thôi. Riêng bậc thượng là Phật rất là tán dương, vì người này là từ sáng sớm đến chiều muộn đến tối đều chánh niệm tỉnh giác 100%. Dù có thời khóa hay không thời khóa, người ta đều phải tu tập tứ niệm xứ một cách nghiêm túc và khắc khe cho tự thân ta, thì từ đó cái khổ đau của cái phàm phu, của tục tử, nó mới vượt lên trên thành niết bàn vô thượng giải thoát. Kính chúc đại chúng có một buổi chiều. Và nguyện đem cái công đức mà chúng ta học hồi hướng cho người còn cũng như cả nước được nhiều cái sự lợi lạc, và cầu nguyện cho tất cả các hương linh của quyền thất tổ, của các vị trong lớp học đừng nhờ cái phúc đức này mà được thoát hóa về những cõi an lành, và những vị còn sống, con cháu, những người thân của các vị cũng đừng nhờ cái phúc đức chúng ta học Phật pháp này mà được bình an lợi lạc. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.